ra thế giới, cuốn cẩm nang chi tiết về du học và săn học bổng. Săn học bổng có phải chỉ dành cho người cực kỳ giỏi? Làm sao để trang bị kỹ năng và kiến thức để trở thành một thợ săn học bổng? Đừng chần chừ, du học và học bổng không dành cho người giỏi nhất mà dành cho người phù hợp nhất. Cùng trở thành thợ săn siêu hạng về cuốn sách Bước ra thế giới, đặt trước ngày hôm nay. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spider Room. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết Nếu một ngày bạn nhận ra mình muốn đi du học thì sao? Trong cuốn sách Bước ra thế giới, cẩm nang du học và săn học bổng của tác giả Phạm Đức Hùng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về cuốn sách này ở phần mô tả của video. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Chắc chắn là bên cạnh tham vọng du học ở các trường xịn, hãy apply được học bổng có giá trị cao. Các bạn cũng sẽ có những câu hỏi và băn khoăn mà muốn đi tìm câu trả lời. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về những yếu tố mà bạn cần phải xem xét trước khi quyết định có nên đi du học hay không nhé. Du học chắc chắn là tốt hơn học ở trong nước. Du học không chắc là tốt hơn học ở trong nước. Tuy nhiên, quyết định xuất ngoại sẽ khiến cuộc đời của bạn thay đổi theo nhiều hướng. Ví dụ, 12 năm phổ thông, bạn được thầy cô dạy về sự đa dạng về văn hóa và sắc tộc. Nhưng chỉ đến khi bạn xách ba lô lên và tới một vùng đất xa lạ để bắt đầu cuộc sống mới, gặp những người bạn từ những vùng văn hóa, tôn giáo, lãnh thổ khác nhau, lúc bấy giờ, bạn mới thấm thía được những gì được học trong sách. Sau khoảng 3 tuần đầu tiên là thời gian honeymoon, phấn khích vì những điều mới mẻ, bạn sẽ gặp cú sốc lớn về văn hóa. Rào cản nhất định về mặt ngôn ngữ, cách thể hiện ý kiến, góc nhìn, đánh giá của người quốc tế, các vấn đề cuộc sống. Nếu bạn vượt qua được những thử thách này, bạn sẽ có nhiều trải nghiệm hơn, có tầm nhìn thoáng và hào sảng hơn về cuộc sống. Từ đó, bạn có thể trở thành một người lãnh đạo tốt hơn, một con người phóng khoáng và biết chấp nhận sự khác biệt nhiều hơn. Quay về vấn đề học tập, tập nghiệm của một phương trình bậc 2, cho dù được giải tại Mỹ hay Việt Nam, đều cho kết quả giống nhau. Tương tự thế, cấu trúc của một bài văn nghị luận xã hội ở Việt Nam và Ấn Độ hầu như không có gì khác biệt. Tuy nhiên, nếu học ở Việt Nam và sau đó được học lại ở Mỹ hoặc Ấn Độ, bạn sẽ thấy mỗi nền giáo dục lại có cách tiếp cận, giải quyết vấn đề khác nhau. Tác giả nghĩ không bên nào tốt hơn bên nào, nhưng được thụ hưởng nền giáo dục của hai nền văn hóa là một đặc quyền, một sự may mắn. Bạn nên tự hào về điều này. Tiếp tục trả lời cho câu hỏi học ở nước ngoài có tốt hơn học ở trong nước. Chúng tôi nghĩ nếu bạn may mắn được học và nghiên cứu ở một ngôi trường có thứ hạng cao trên thế giới, đó là điều tuyệt vời. Những trường danh giá trên thế giới thường cần chi rất nhiều tiền mời các giáo sư, tiến sĩ có tầm ảnh hưởng trong khoa học về giảng dạy. Vậy nên, khoảng cách giữa bạn và kiến thức nguồn sẽ là rất gần. Sẽ không hiếm khi có vài giảng viên ở khoa bạn đang theo học ở cả trang Wikipedia. Nhưng việc được giảng dạy trực tiếp từ những nhà khoa học hàng đầu không có nghĩa bạn sẽ học tốt và thành công hơn. Chữ nghĩa, kiến thức không tự động chạy vào đầu mà bạn cần cố gắng lấy được chúng. Ngược lại, nếu bạn học trong nước nhưng được tiếp cận những giáo sư giỏi, biết cách sử dụng Internet để cập nhật các nguồn kiến thức chuẩn, bạn cũng sẽ thành công. Tuy nhiên, bạn có thể phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực để đạt được điều đó. Với lượng nỗ lực này, nếu ở nước ngoài, bạn có thể thành công nhanh hơn. Tóm lại, việc du học mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị, mở rộng nhân sinh quan, qua đó mở ra những cơ hội có thể thay đổi cuộc đời bạn. Du học chỉ dành cho những người có tiền. Đúng, du học chỉ dành cho người có tiền. Nhưng nguồn tiền này có thể đến từ khoản tiết kiệm cá nhân, tiền của cha mẹ, tiền mượn từ người thân, hoặc tiền tài trợ từ các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, hoặc học bổng từ các trường đại học. Vậy nên, nếu bạn hoặc gia đình bạn không có đủ chi phí cho việc du học tự túc, thì đừng nản chí. Hãy tìm đến giải pháp huy động vốn từ các tổ chức, quỹ giáo dục và các trường đại học. Xuyên suốt nội dung của quyển sách, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết các bước để bạn chuẩn bị và nâng cao khả năng trúng tuyển các học bổng danh giá trên thế giới. Hệ đại học thường ít có suất học bổng toàn phần hơn hệ sau đại học. Thế nên, nếu không xin được học bổng du học hệ đại học, bạn cứ học thật tốt đại học ở Việt Nam. Hãy tranh thủ dành thời gian 4 năm đại học ở Việt Nam để chuẩn bị tốt hồ sơ xin học bổng thạc sĩ, tiến sĩ. Học bổng chỉ dành cho những người xuất sắc nhất. Học bổng không chỉ dành cho những người xuất sắc nhất, mà còn trong nhiều trường hợp, học bổng dành cho những người phù hợp nhất. Ví dụ, một số học bổng chỉ dành cho các bạn nữ là công dân của các nước đang phát triển. Một số học bổng lại trao cho các sinh viên theo học các ngành nghề mà nước sở tại đang thiếu hụt, như cơ khí, điện tử, giáo viên toán, v.v.
Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận được học bổng nếu có thành tích tốt trong việc chống lại tệ nạn xã hội, phân biệt giới tính, kỳ thị cộng đồng LGBT+, hoặc có những học bổng được trao dựa trên các bài luận. Một bài luận tốt cũng có thể đánh giá một suất học bổng trị giá hàng trăm ngàn đô la. Chẳng hạn, những học bổng sau đại học ngành y sinh thường tìm kiếm các bạn có khả năng và niềm đam mê nghiên cứu. Rất nhiều bạn có CV dày, có tên trên nhiều bài báo quốc tế, nhưng vẫn không được học bổng. Nhìn vào hồ sơ, bạn có thể thấy họ rất xuất sắc. Tuy nhiên, sai lầm là họ không làm rõ những kỹ năng nghiên cứu của bản thân phù hợp với chương trình nghiên cứu mà học bổng cung cấp như thế nào. Các yếu tố cần đánh giá khi quyết định du học. Nhiều người đi du học đơn thuần vì nghĩ nước ngoài dạy tốt hơn Việt Nam, trong khi điều quan trọng hơn là có định hướng rõ ràng, lựa chọn ngành nghề sao cho phù hợp với bản thân thì không được chú ý đúng mực. Thực tế, con đường học thuật cần bắt đầu bằng việc chọn ngành nghề phù hợp. Để du học, cần để tâm xem xét nhu cầu xã hội, dự đoán số vị trí công việc và thực trạng việc làm sau khi ra trường. Lựa chọn ngành nghề, hướng đi phù hợp. Với một cá nhân, ngành nghề là một định danh quan trọng đi cùng họ trong thời gian dài. Các bạn học sinh hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi để xác định nghề nghiệp tương lai. Sự giúp đỡ từ phụ huynh, các bài kiểm tra nghề nghiệp dựa trên cá tính, sở thích và sở trường sẽ là những chỉ dẫn đầu tiên để bạn có thể có một danh sách rút gọn các ngành nghề sẽ theo đuổi. Lời khuyên của nhóm tác giả là các bạn trẻ cần chú ý thêm hai điều sau. Nghiên cứu sâu hơn các ngành nghề trong danh sách rút gọn. Để biết nhiều hơn về một ngành nghề cụ thể, cách tốt nhất là hỏi trực tiếp những người đi trước trong ngành nghề đó hoặc tìm hiểu qua sách báo, những video phỏng vấn các cá nhân có kinh nghiệm trên các phương tiện như YouTube. Thông tin thu được từ những nguồn này sẽ trực tiếp và sâu hơn những gì các bạn tìm hiểu qua hội chợ việc làm. Các bạn sẽ biết được điều gì đang chờ đợi mình trên con đường nghề phía trước, những thuận lợi và thử thách nào sẽ diễn ra, hoặc những bằng cấp, đào tạo nào cần có để theo đuổi và tiến thân. Nhu cầu xã hội đối với các ngành nghề. Mỗi quốc gia lại có nhu cầu đối với từng nhóm ngành nghề cụ thể khác nhau. Điều này không những ảnh hưởng tới mức lương, mà còn tác động trực tiếp tới nhu cầu tuyển dụng, sau đó là cơ hội xin định cư và nhập tịch với các bạn du học nước ngoài. Nó còn trực tiếp trả lời cho câu hỏi, bạn có nên đi du học không? Vì phụ thuộc rất nhiều vào ngành học mà bạn lựa chọn. Ví dụ, ngành dược sĩ của Mỹ là một ngành rất hot. Học sinh cấp 3 thi vào trường dược học 5-6 năm là được bằng Doctor of Pharmacy. Lương khởi điểm thuộc hàng top, công việc chia theo ca, áp lực không nhiều như bác sĩ y khoa và có địa vị xã hội cao. Chính vì vậy, khoảng 20 năm trở lại đây, số lượng trường dược và số người học PharmD ở Mỹ tăng lên rất nhiều, dẫn đến tình trạng cung vượt quá cầu. Hệ quả là sinh viên quốc tế học PharmD hầu như không có cơ hội xin việc hoặc được tài trợ thẻ xanh. Như vậy, với một học sinh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, du học PharmD ở Mỹ là một khoản đầu tư lớn nhưng rủi ro rất cao. Ngược lại, học dược sĩ ở Việt Nam, sau đó đi du học sau đại học lại là lựa chọn có nhiều cơ hội và cơ hội định cư nước ngoài. Dược sĩ Việt Nam sau khi ra trường có thể đi học sau đại học ở nhiều chuyên ngành hẹp khác nhau như dược lý, sinh dược học, dược mỹ phẩm hay hóa dược. Đối với các bạn yêu thích dược lâm sàng, không nhất thiết phải đi học PharmD của Mỹ. Một số hướng đi mà các bạn có thể nhắm tới như tiếp tục học dược lâm sàng tại các bệnh viện, trường đại học lớn tại Việt Nam. Thi chuyển đổi bằng, dược sĩ tốt nghiệp đại học dược tại nước ngoài có thể thi chuyển đổi bằng dược sang tương đương PharmD ở Mỹ qua kỳ thi FBGEC. Đi sau đại học ngành dịch tễ học. Ngành dịch tễ học tuy không trực tiếp tiếp xúc bệnh nhân, nhưng tập trung vào các phương pháp nghiên cứu lâm sàng, mô hình và thống kê sẽ ứng dụng trực tiếp trong y dược lâm sàng. Đây là hướng mà nhiều bác sĩ, dược sĩ lâm sàng thích đi vì nhiều học bổng và cơ hội việc làm sau khi ra trường rất rộng mở. Du học nước nào thì phù hợp? Việc chọn quốc gia đi du học không hề dễ dàng. Bên cạnh khả năng tài chính và hồ sơ cá nhân, các yếu tố sau nên được đưa vào phương trình lựa chọn điểm đến của bạn. 1. Cơ hội xin việc làm ở các tập đoàn, công ty nổi tiếng xung quanh thành phố, quốc gia mà bạn hướng tới. 2. Cơ hội nhập cư của đất nước đó. 3. Danh tiếng của ngôi trường bạn theo học. Và 4. Ngôn ngữ và văn hóa địa phương. Về 1. Cơ hội việc làm. Liệu nơi bạn đến có những thế mạnh về ngành học của bạn để mở rộng cơ hội cạnh tranh khi xin việc hay không? Thế mạnh ở đây có thể hiểu là xung quanh thành phố đó có nhiều công ty trong lĩnh vực bạn được đào tạo. Ngôi trường đó có nhiều chương trình thực tập để bạn tìm hiểu, làm quen với môi trường công nghiệp và cũng là cơ hội cho nhà tuyển dụng thấy khả năng của bạn, vân vân. Ví dụ, bạn muốn làm kỹ sư công nghệ hàng đầu,
có lẽ không nơi nào phù hợp hơn các trường vùng vịnh ở Mỹ, Đại học San Francisco và Berkeley. Thung lũng Silicon tại tiểu bang California có hàng trăm ngàn công ty công nghệ khác nhau. Được học tập và thực tập tại đây sẽ giúp CV của bạn sáng giá hơn và có lợi thế tìm việc hơn một ứng viên tốt nghiệp ở những nơi khác. 2. Cơ hội nhập cư. Nếu bạn muốn định cư tại nước sở tại sau khi học xong, hãy tìm hiểu quốc gia đó có chương trình nhập cư thế nào. Ví dụ, trước đây tại Thụy Điển, một nghiên cứu sinh PhD chỉ cần học xong 4 năm sẽ có được bằng tiến sĩ và đủ điều kiện xin thẻ định cư vĩnh viễn. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, chương trình nhập cư này đã bị siết chặt hơn. Thứ 3. Danh tiếng của ngôi trường bạn theo học. Bạn có thể dễ dàng tra cứu trên các trang web xếp hạng tốt trên thế giới như The University World Ranking, Shanghai Ranking hay Global University Ranking của US News. Ngoài ra, các bạn nên lưu ý, một số trường có thể có xếp hạng trung thấp nhưng xếp hạng theo chuyên ngành của họ lại mạnh. Đấy cũng là một lựa chọn tốt. 4. Ngôn ngữ và văn hóa. Mỗi quốc gia có truyền thống văn hóa khác nhau. Hãy tìm hiểu thông qua cuộc trò chuyện với những cựu du học sinh tại nước đó để xem bạn có thích hợp sống tại quốc gia ấy hay không. Tất nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố khác để quyết định quốc gia bạn sẽ đi du học, như cơ hội học bổng, cơ hội làm tiếp tiến sĩ. Đối với các bạn săn học bổng du học sau đại học thì hai yếu tố này rất là quan trọng. Cuối cùng, nếu có thể, hãy đến một nơi mà bạn mơ ước từ bé thì thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Hãy cùng tìm hiểu thêm về ngành nghề kết nối giữa kinh doanh và công nghệ và cách đạt học bổng ngành này tại Mỹ trong cuốn sách Bước ra thế giới, cảm năng du học và săn học bổng trong phần mô tả của video bên dưới nha. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Nam, xin chào và hẹn gặp lại.